Chào cả nhà, mình đang chuẩn bị đồ để nấu cơm chiều các bạn. Thì đây mình có con gà chạy bộ khoảng ký rưỡi, mình chặt đầu chặt chân hết rồi, chặt còn khoảng ký hai ha. Bữa nay mình sẽ làm gà hấp muối. Ở đây thì có bốn con mực ống, mình sẽ xào với thơm. Chứ thơm này bữa mình mua ở Walmart nè, nó sale còn có 2 đô các bạn, chưa tới 40.000 nữa. Mà nay nó chín đỏ lòm ngon dễ sợ không. Cái này mà xào nó ngọt ngon lắm. Thì mình xào chung với cà chua, với cần, với củ hành. Bữa nay thì không có cần tạo ha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị gia vị để ướp gà các bạn. Thì đây có củ hành tím, tỏi với lại gốc hành xanh. Thì mình bỏ muối nè, đường với lớp xíu bột nêm gà với xíu rượu ha. Ướp nó cho đều. Này thì mình ướp bên ngoài với bên trong luôn cho nó thấm. Xong rồi thì bây giờ mình bỏ vô trong cái tô, mình lấy giấy mình ráp mình đậy lại, mình bỏ tủ lạnh. Chắc tới chiều mình mới nướng các bạn cho nó thấm ha. Ồ, đây là cây chanh thái của mình. Hôm bữa mình vô chậu đó thì mình đem vô nhà. Hôm nay nó lớn lắm rồi. Thì mình hái ít lá để hấp gà các bạn. Thì cái này nó cao lắm cho nên mình dự định là sẽ cắt bớt cho nó lùn, cho nên mình hái mấy cái lá này nè. Thơm lắm luôn á. Hai bốn lá chắc đủ rồi. Hôm nay ngoài trời thì nắng các bạn, mà ấm lắm, khoảng 6-7 độ. Ở trong nhà kính của mình giờ nó đổ mồ hôi kìa. Thì mình vẫn chưa có trồng gì lên hết. Chắc khoảng tới tháng 4 thì mới xanh mướt được. Bây giờ thì mình bắt cái nồi lên, chuẩn bị hấp gà các bạn. Thì mình lót hai miếng giấy bạc ở dưới, đặt cho cái muối nè. Nó không có tiếp với cái son, nó bị nóng quá, nó bị hư cái son, nó bị cháy. Mình bỏ một lớp muối hộp vô. Một ít thôi, cho nó giống như cho nó làm cho nóng lên á. Đây thì mình có gừng với lại củ hành. Thì mình có lá chanh mới hái ở nhà mình trồng luôn, để cái dĩ lên cho cái gà nó không có đụng với muối, sợ nó bị mặn. Con gà dơ ha. Thì đây mình có ít hành bỏ vô cho nó thơm. Mà ai thích mùi sả mình bỏ sả cũng được, nhưng mà mình thì không thích sả. Bỏ miếng gừng các bạn với một lá chanh bỏ vô luôn cho nó thơm. Và bây giờ thì mình đậy nắp lại các bạn. Giờ mình dặn lửa lên, mình dặn maximum cho nó nóng lên rồi mình bớt xuống. Sau khi mình dặn maximum lên 4 phút các bạn thì mình thấy cái hơi nước nó lên như thế này. Bây giờ thì mình bớt lửa còn số 3 ha. Cái lò của mình thì có 9 số thì mình bớt thành số 3. Giờ mình chỉnh trong vòng 35 phút, tại vì con gà của mình nó nhỏ, nếu mà con gà lớn thì mình chỉnh lâu một xíu. Thì bây giờ mình lúc mình hấp á, mình lựa cái nồi nào nó đừng có cái lỗ thông hơi ha, để nó giữ cái hơi trong đó thì gà mình nó mau chín hơn. Chứ khi cái hơi nó ra hết thì nó lâu lắm. Nó lên cái mùi thơm quá trời luôn các bạn. Mình lại gần á, mình nghe cái tiếng muối nó nhảy á. Sau 35 phút á, thì gà mình nghe mùi thơm rồi các bạn. Wow. Chín rồi, nứt da hết trơn. Bây giờ thì mình quét cái lớp nghệ lên cho nó cái màu nó đẹp. Với lại nghệ ăn cũng tốt, mà mình quét vô gà thì nó thơm nữa.
thơm phức vàng khè ha. Con gà mình xong rồi nè các bạn, mình sẽ gậy nghệ hơi nhiều, cái màu hơi đậm, mình gậy ra nhìn cho đẹp. Món mực xào thơm của mình xong rồi, bỏ hành lá vô. Cái này mà phải có hành, cần tàu nữa các bạn, bỏ vô thơm lắm. Thơm cái mùi chanh. Anh nhớ cái món này anh ăn rồi thì phải. Không phải em làm. Ở đi Hà Nội đó, em nhớ không? À, tại vì cái này là lần đầu tiên em làm á, không biết ngon không. Chào các bạn. À, thì bữa nay thì mình thử làm cái món mới này các bạn, là gà hấp muối. Mà thấy thì cũng ngon lắm, không biết ăn ngon không. Dạ, xin mời các bạn nha. Xin mời các bạn. Vô. Nhưng mà anh quên rồi, không biết cái món mà mình ra Hà Nội ăn là người ta hấp muối hay là người ta luộc thôi. Em cũng không nhớ, nhưng mà em nhớ là cũng bỏ lá chanh vậy phải không? Lá chanh vậy mà chấm muối tiêu thì phải. Ăn rất là ngon. Ừ. Đây có. Nhưng mà nó có cái mùi như vậy nè. Hình như tại cái mùi lá chanh nó vậy ha. Lá chanh. Ừ. Thì đây có nước mắm gừng, ớt, còn này là muối tiêu chanh, còn này nước tương. Ba món chấm luôn. À, có hai hai dĩa đồ ăn và thứ ba muốn chấm. Rồi mời các bạn để ăn thử coi ngon không đây. Mà cái đặc biệt cái gà mà chạy bộ như vậy nè, mình ăn cái ngon rồi. Cái bạn cho nó vừa ăn không? Chua chua. Chua em nghĩ chắc có lá chanh á. Chắc anh nghe cái lá chanh mà đây. Có cái mùi nữa. Tại vì hồi nãy mình bỏ cái lá chanh cho trong ruột con gà rồi bỏ phía dưới nữa. Mà đặc biệt cái lá chanh này thì mình hái trên cái cây chanh mình trồng luôn các bạn. Hái xuống làm liền luôn, đã thơm dễ sợ. Cái chanh này là chanh Thái Lan. Cái kêu là lá chanh số 8 á, rất là thơm. Có cái cây này cũng đỡ lắm. Chưa có ra trái nào á, nhưng mà nó có lá hẳn nó ăn cũng nhiều ha. Món này ăn được nè. Ăn nó là lạ, nó không có cặp cái ngán như mấy con gà kia ha. Mà con gà này nó cũng không có bự các bạn, nó nhỏ nhỏ à. Nhưng mà nó, một khi mình hấp xong vậy nè, thì cái thịt nó cũng như là dẻ lại đó, ngon ha. Nhiều chưa? Đặc biệt cái lá chanh này nó rất là thơm. Còn cái món này thì mình hay làm mực xào thơm. Ăn cái trắng. Cái này cái miếng này ở dưới gần cái phao câu. Có gần nó ngon. Cái này ăn không mà có chai bia uống cũng rất là ngon. Cái này em nghĩ ăn với xôi chắc cũng ngon ha. Cái này mà có cái gà chạy bộ bên Việt Nam á, gà Việt Nam mình á, là ăn số dách. Gà này nó không có bằng đâu các bạn. Gà này nó chạy bộ chứ không phải là gà chạy bộ đâu. Anh nghĩ là gà người ta để cho nó đẻ trứng làm sao ha, nó dai dai, phải không? Không biết nữa. Chắc không phải đẻ trứng mà, tại đẻ trứng thì em có mua rồi. Nó dai dữ lắm phải không? Nó dai mà nó, cái thịt con gà sao nó lạc các bạn. Nó có trứng non ở trong cái bụng á. Nhưng mà ăn cái con gà mình cảm thấy nó rất là lạc. Chỉ có được cái mấy cái trứng non thôi à. Mấy tuần này ở đây thì trời rất là lạnh các bạn. Và nó ngoài đông đá. Rồi bây giờ thì nó bớt lạnh rồi mà nó mưa. Mưa rất là nhiều luôn, không có nắng. Cho nên hai tuần nay hai vợ chồng mình không có trồng. Lúc này thì mình chưa có ai trồng đâu các bạn. Cũng phương ương rồi, cũng chưa có bán rau cải để trồng đâu. Thì mình ươm một mớ hạt giống rồi thì nó cũng lên lú lú rồi. Mà mình cũng giữ rất là kỹ.
Tôi sợ nó bị lạnh quá, nó quéo á. Mẹ trồng quậy kỹ lắm. Cực các bạn, nhưng mà tại vì mình cũng tranh thủ đang trồng sớm xíu. Chấm lỏng nước tương này. Chắc cũng ngon á, không sao. Mùa chua chua thơm thơm ngon. mùa hè sắp tới rồi thì tranh thủ đặng trồng sớm, đặng có một mùa bội thu đi ha. Cũng mong, rất là mong cho tới trời ấm rồi bắt đầu trồng chứ ở nhà trong nhà hoài không có gì làm cũng buồn các bạn. Ngon ha. Anh thích chấm mắm gừng không? Ông nông dân thì thích chấm muối tiêu. Cái thịt nó cũng hơi chua của cái màu chanh, lá chanh. Ngọt lắm á. Ừ. Wow, lá chanh thì cũng chua dữ hả? Tại nãy em bỏ vô có mấy lá à, mà nó cũng có cái vị chua của miếng thịt luôn đó các bạn. Vô. Ngon quá. Thì hôm nay thì hai chồng ăn cơm với mực xào thơm với lại gà hấp muối các bạn. Mà đây là lần đầu tiên mình làm, mà mình thấy nó rất là dễ luôn á. Mà nghe ông nông dân nói thích nó ngọt với lại nó ngon á. Tại vì nó khi mình hấp thì chắc nó, cái nó không có ra cái nước, thành ra nó làm cho con gà chắc thịt với nó ngon á. Ồ, cái này em loại hấp Hấp bằng muối em không bằng bỏ xíu muối nước không hả? vậy nó không có ra nước ngọt nữa Không ra thì mình bỏ lên cái nhờ cái sức nóng của cái hơi với cái muối á, nó làm cho nó chín rồi ha. nó giống như nó mình hấp con gà thì mình hấp khoảng gần 40 phút mà nó chín rất là vừa luôn các bạn. Nếu mà bự thì mình hấp 45 phút nãy giờ đó. Anh thấy nó ngon. Nhưng mà so với Việt Nam mà cái con gà Việt Nam nó gà ở đây nó không có bằng đâu bạn, đặc biệt Đúng là rồi. gà ở đây nó đông đá nữa, cho nên mà ở đây mà có gà Việt Nam Thì nấu là bá cháy luôn á. cái ông nông dân nói đúng là cái món này thì mình có ăn một lần lúc mà mình đi du lịch ở ngoài Hà Nội, mà không biết là ở ngoài Hà Nội hay là Hội An gì đó, mình có ăn lần. Mà ăn một lần thì nhớ mãi, rất là ngon mà không biết cách làm. Thì hôm nay thì cái bụng rồi phải không? Ok. Ok, chào anh chúc các con. Thì hôm nay thì mình coi trên mạng thì mình thấy có cái này nó hơi lạ lạ, mình làm thử nhưng cũng rất là thành công các bạn. Coi như là bữa cơm chiều của vợ chồng mình coi như xong rồi ha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích, xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye Bye bye. bye. Chắc anh mình ăn hết luôn á. Ăn đi, tụi nhỏ không ăn đâu. Vậy định À. giờ nó đói bụng rồi đó, mình đi. Nó thích ăn cánh gà chiên, mình phải đi chiên cánh gà cho nó. Bye bye các bạn.